Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em đang có mặt tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới. Nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km và cách bến xe An Sương của quận 12 là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh với tổng diện tích lên đến 107 hecta, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch rõ ràng. Trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến anh chị mình một sản phẩm giá rẻ, vị trí đẹp, nằm ngay bên cạnh là công viên khủng long, công viên hoa đăng anh chị nhé. Một vị trí cực kỳ là tuyệt vời để anh chị mình có thể mua kinh doanh, xây nhà để bán, mua đầu tư sinh lời hoặc là an cư lập nghiệp. Một cái vị trí rất là đẹp, sáng sủa, không lỗi phong thủy, đường nhựa chạy thông. Và lô đất ngày hôm nay có hướng nam rất là mát mẻ anh chị nhé. Tám phương tứ hướng, ông bà ta thường hay chọn hướng nam để xây nhà, rất là mát mẻ. Lô đất ngang 4m và dài là 17, tổng diện tích là 68m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn. Mình xây lên nó sẽ dài bằng căn nhà hàng xóm bên tay trái, người ta đã xây rồi đó anh chị nhé. 4 dài 17 là đã trừ vỉa hè rồi, vỉa hè rộng 2,5m và lòng đường nhựa 7m chạy thông. Cách công viên khủng long chỉ có 15m thôi, một cái vị trí rất là sáng và đẹp để anh chị mình có thể sở hữu, mua để dành cũng như để đầu tư sinh lời hoặc là xây nhà để bán thì rất là tuyệt vời cho cái vị trí gần công viên này. Ở đây thì chúng ta sử dụng là nước máy thủy cục, điện là điện nhà nước của công ty điện lực Đức Hòa anh chị nhé. Chỉ cách với công viên khủng long đúng 15 bước chân, 15m. Một vị trí rất là đẹp. Và lô đất ngày hôm nay anh chủ hạ giá bán với giá chỉ có 1 tỷ 330 triệu. Giá này là giá chốt và bao tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên anh chị nhé. 4 dài 17, 68m2. Do là anh chủ đang cần tiền cho nên hạ giá và bán xuống giá chỉ có 1 tỷ 330 triệu mà thôi. Giá này là giá chốt, bao tất cả chi phí chúng ta sang tên luôn, không phát sinh bất cứ một chi phí nào. 4 dài 17 anh chị mình xây lên thiết kế một căn nhà rất là đẹp, như căn nhà hàng xóm người ta mới xây xong cũng khá là tuyệt vời đấy anh chị. Rất là đẹp, đường chạy thông, gần nhiều công viên, đường chạy thông lên công viên 7 kỳ quan luôn anh chị nhé. 4 dài 17, một cái diện tích khá là đẹp để anh chị mình xây nhà ở, xây nhà bán rất là tuyệt vời. Một lô đất sáng sủa, đẹp, không bị lỗi phong thủy. Hướng nam nữa anh chị nhé. Sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng. Chỉ có 1 tỷ 330 triệu mà thôi. Quý anh chị và các bạn theo dõi được video này của em, thấy nó phù hợp nhu cầu của mình thì hãy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline 037 730 4018. Biển Xanh sẽ đón và dẫn anh chị mình đi xem đất nhé. Một lô đất sạch sẽ, cao ráo, không bị lỗi phong thủy, gần công viên. Chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.